10 ngày tự trường, tuyển sinh 247.com mang tới ưu đãi lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1, áp dụng 3 ngày từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Thông tin cụ thể ưu đãi, mua bao nhiêu khóa học sẽ được tặng thêm số lượng bấy nhiêu khóa học. Ví dụ, mua 1 khóa học được tặng thêm 1 khóa học, mua 2 khóa học được tặng thêm 2 khóa học. Lưu ý, khóa học được tặng sẽ được lựa chọn tùy ý. Khóa học được tặng có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn so với giá khóa học đặt mua. Hướng dẫn sở hữu khóa học trực tuyến tuyển sinh 247.com với ưu đãi mua 1 tặng 1. Bước 1. Đăng ký thành viên trên tuyển sinh 247.com. Bước 2. Nạp tiền vào tài khoản. Cách 1. Chuyển tiền ngân hàng. Tại quầy ngân hàng, qua cây ATM hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng có sẵn trên trang. Cách 2. Thu tiền tại nhà. Vào trang tuyển sinh 247.com, bấm đặt mua khóa học đã chọn, chọn hình thức thu tiền tại nhà. Cách 3. Chuyển tiền thông qua ví điện tử. Chuyển tiền thông qua VNPay, Momo, Napat. Bước 3. Đặt mua khóa học và bắt đầu học ngay nhé. Nếu cần hỗ trợ thêm, các em vui lòng liên hệ đến hotline miễn phí 1800-6947 hoặc 024-7300-7989, phục vụ từ 7 giờ đến 22 giờ tất cả các ngày. Thank you.